tiền đạo Nguyễn Công Phượng và người bạn đời Tô Ngọc Viên Minh vừa đính hôn đã công bố chính thức hình ảnh cũng như chia sẻ tình cảm về lễ đính hôn vừa qua. Đêm ngày 3 tháng 6, tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã ghi bàn thắng quan trọng nhất cuộc đời khi tổ chức lễ đính hôn cùng người bạn đời Tô Ngọc Viên Minh tại thành phố Hồ Chí Minh. Buổi lễ được mời hạn chế với yêu cầu bí mật rất cao. Đến hôm nay, Công Phượng mới chia sẻ rằng thoạt đầu, cả anh và Minh chỉ dự định làm lễ đính hôn ấm cúng với 100 người, bao gồm gia đình và bạn bè thân thiết của hai bên. Đồng nghĩa với việc không chia sẻ rầm rộ trên báo chí, lễ đính hôn của cặp đôi này đã thu hút sự quan tâm của báo chí nên cả Công Phượng và Viên Minh rất bất ngờ về điều này và dành lời cảm ơn đến tất cả bạn bè, người thân và những anh chị trong báo chí. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng ngay sau đó cũng đã bày tỏ nguyện vọng rằng hy vọng mọi người tiếp tục tôn trọng sự riêng tư của hai gia đình Công Phượng Viên Minh cũng như các bạn bè đã đến dự lễ đính hôn. Tiền đạo sinh năm 1995 cho biết việc giữ sự riêng tư và tôn trọng sẽ giúp cho anh tập trung vào chuyên môn bóng đá và giúp Viên Minh có thể hỗ trợ tốt hơn cho công việc của Phượng. Công Phượng và Viên Minh đều sinh năm 1995. Chưa lần dò dỉ hình ảnh tại Bỉ và Hà Lan khi sang thăm Văn Hậu, cặp đôi giữ tình yêu của mình rất kín đáo và êm đềm suốt gần ấy năm trời. Viên Minh khiến nhiều người ấn tượng khi đã tốt nghiệp đại học RMIT chuyên ngành quản trị kinh doanh và vừa hoàn thành chương trình học thạc sĩ. Sau khi tốt nghiệp, bạn gái Công Phượng làm việc cho công ty của gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ giỏi giang, bạn gái Công Phượng còn có ngoại hình rất sáng và xinh xắn. Hiện tại, Viên Minh đang là người quản trị fanpage của Công Phượng, giúp giữ sự tương tác với các fan. Hy vọng tiến triển tốt đẹp trên con đường tình cảm của Công Phượng sẽ giúp anh có thể chơi thăng hoa hơn trong các mùa giải sắp tới.